Hello, xin chào bạn. Thì sáng nay là thứ bảy ha, mình đang ở nhà bạn của bạn Mập bạn học á. Thì mình ở nhà của Lan với Tuấn. Thì bây giờ là mình chờ Phú với Phi nó lên. Và nguyên ngày nay thì mình coi thời tiết nó là mưa nên sẽ không đi đâu được hết. Thì mình giới thiệu sơ về cái bang Connecticut ha. Connecticut này, cái bang này là bang đầu tiên của Phú á. Qua đây nó ở ở bang này, sau đó mới chuyển qua map. Thì tiểu bang này là một tiểu bang của miền Nam New England ha, nó có nhiều thành phố ven biển với các khu vực nông thôn, nó rải rác nhiều lắm. Các bạn đi cái đường á, bạn sẽ nhìn thấy nó bán những cái đồ mà các bạn nhìn giống y chang Việt Nam luôn, có khi bán gốm sứ này kia đó. Hôm qua mình chạy về mình thấy nó giống như Việt Nam, mình đang tưởng mình đang chạy ở vùng quê Việt Nam nhé. Có lúa này kia nó rất là đẹp, rất là thơ mộng. Ở đây nó cũng giống như cuộc sống nó thấy nó êm đềm, nó không có xô bồn lắm. Cái lại á, đây mình thấy ban đêm mà cỡ 8 giờ cái nó bắt đầu vắng vắng thằng vắng dần rồi, nó không có đông như như ở Boston hay ở Mass. Thì xung quanh đây mình thấy nó chung là nó cũng không có nhiều địa điểm du lịch lắm đâu, nhưng mà nó nổi tiếng về một cái điều đó là casino, nó khá là nhiều casino luôn á. Thì đa số những người muốn đi casino thì nó sẽ chạy từ tiểu bang mình, tiểu bang xung quanh về đây. Thì nó tiểu bang Connecticut nó nằm giữa New York với Mass. Thì mình thấy đa số thì nó muốn đi casino đổ dồn về đây. Thì bây giờ là mình chào Phú với Phi lên thì có thể mình đi casino, đi Mohegan casino. Thì nói chung là mình không có chơi mà mình muốn vô trong mình quay một vài cái điểm mình giới thiệu với các bạn thôi. Khi mà ai mà muốn đi qua Connecticut á chơi thì cũng có biết chỗ đi chơi. Thì nếu mà trong thời gian ở đây mình có điểm nào mà đáng để đi á thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn, vì ở đây mình không có rành. Nếu mà Phú lên mình sẽ hỏi Phú về cái chỗ này có nhiều bạn chơi. Thì nói chung nó lên đây nó chỉ biết nó có một hai chỗ đó thôi. Thì bây giờ chào Phú lên rồi bắt đầu mình sẽ đi. Ok các bạn, bây giờ là mình bắt đầu mình đi Mohegan Casino ha. Nhưng mà trong mình đi chung với Tuấn, nhưng mà Lan đang làm trong đây, đang làm dược sĩ á các bạn. Bạn biết ở Mỹ mà làm dược sĩ, với kỹ sư, bác sĩ tiền rất là nhiều ha. Thì vô đây Tuấn mua đồ ăn cho Lan, đưa đồ ăn cho Lan xong rồi tụi mình sẽ đi tiếp. Mình tranh thủ vô đây mình coi có cái gì mình mua được không. Chào các bạn, bây giờ là mình đang trong casino và mình đã hỏi ngộ được hai đứa này. Hello coi, hello coi. Hai kìa. Đây là Tuấn ha. Đây mình sẽ tá túc nhà Tuấn. Sẽ vô casino mình chơi. Không, mình không chơi chứ, mình tham quan một chút xíu. Bây giờ ăn díu vậy. Tham quan một chút xíu thôi. Đây các bạn, đây là cái casino. Bên trong là máy rất là nhiều ha, mà mình nghĩ chắc nó không cho quay phim trong máy đâu, mà quay bên ngoài các bạn không thấy à. Cái này là một dạng casino nhưng mà nó không lớn lắm đâu, còn cái chỗ lớn hơn nữa, rất lớn luôn. Đầu tiên là tụi mình đi ăn ha, mình sẽ kiếm đồ ăn trước. Và ở đây rất nhiều đồ ăn đủ loại, nó không có cho các bạn thiếu đó, đồ ăn thức uống chăm sóc tận tình, có khách sạn cho ở. Và đây là mới vô gian díu bộ nhí thôi nè, bộ nhí chờ đồ ăn ra. Hey, mời các bạn cơm. Hôm này là gì quên này à? Cái cà tím nướng, heo quay, vịt quay, đậu xào. Ủa đó là gì? Cá à? Có pork á, pork chop, heo gì đó. Heo. Heo gì? Thôi, ngon lắm. Ba rồi à? Ăn đĩa. Thôi, chiều rồi, mời các bạn cơm. Cơm đi.
Em đang được lên TV kìa. Ba đứa mình lên TV. Ba đứa mình lên TV. Giới thiệu. Cái miệng vàng. Bên kia bàn tay vàng không? Đó, vô. Bước lên xuống xe. Thế đổ xuống. Nó cũng ngon lắm. Chấm á. Chấm này nè. Ngon quá vậy. Chạy đúng lúc đó bụng luôn. Hay ngon hả? Ừ. Cái cà tím á. Kêu mày. Sớt ngon. Anh lấy cái sốt này cũng được. Cái gì vậy? Hương. Má ổi cái này. Hả? Có không ai không à? Ngon chứ. Ăn cũng được. Đây cà. Cà tím. Cà tím. Sống. Đang ngủ chưa? Anh lấy cái dĩa kia đựng kìa. Anh hiếm rồi. Cái chuỗi á. Giờ làm gì cũng bị chuỗi á. Nên quay chặt đi luôn. Dễ dùng miếng heo quay này. Còn heo quay mất miếng da. Heo quay các bạn. Đây heo quay các bạn. Ăn sốt được. Ăn tấm. Tốt lắm. Không mà chắc không heo chiên. Heo chiên. Cái gì nào? Cái chiên cũng ngon. Thôi mà. Ngon. Chắc cho đói bụng. Đúng thịt tí. Có cay rồi. Đến lúc cho mình cái gì á. Quá chấm nó. Chua quá. Nó chấm xong nó rơi bệnh luôn á. Thì mắng nó rồi. Anh tưởng đưa cho anh không? Không. Không quay quá tiền lên. Cái mặt không vậy. Đưa mất tiền luôn á. Đừng có năng nỉ. Thôi hết á. Trái heo ngon lắm. Giòn. Wow. Xử xong rồi. Có 70 mấy đồng hả các bạn. Mình có 5 đồng. Mới giải thắng à. Xong bây giờ mình sẽ chơi tiếp. Cho cái máy kéo này thử ha. Thắng được 25 cent rồi thấy không. Ghê chưa. Đó, đút vô là nó sẽ bắt đầu nó chạy. Tiền trên đây.
Đó, nó lên điểm rồi. Rồi mình sẽ chơi, đặt một sen. Chơi này giống nít chơi quá. Ồ, chúng rồi thấy chưa? Rồi chúng 2 đồng gửi luôn thôi. Chơi sen chúng 2 đồng gửi. Mà khách ao ha các bạn, là mình lấy được cái tiết kiệm lại nó 7 đồng gửi. Chào các bạn, bây giờ là mình chơi máy kéo. Cái máy kéo này nhiều người Việt chơi lắm rồi. Giờ ghét trong trong chỗ này mấy các bạn cũng có ghi tiếng Việt nữa là hiểu cái người Việt mình đóng tiền điện như đây rất là nhiều rồi ha. Giờ mình thử cái máy kéo này coi nó có tiền không. Chiu. Đây là cái máy kéo. Đây là tiền của mình ha. Mình sẽ đúp vô đây. Chin 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 chin. Có tiền không? Ồ, có 7 đồng mấy nè. Một lần 25 sen. Bet one. Bet one, là cái bet one. Green đúng không? Quay quay. Sao nhanh vậy má? Chưa kịp quay luôn á. Cái nữa ha. Rồi, chắc quá. Mất 50 sen rồi. Nghỉ. Giờ tới vợ mình chơi ha. Một sen thôi các bạn, chơi một sen. Bấm nghĩa làm biến bấm luôn á. 10 sen là được 2.000. Một sen là lần 2 chơi 200 đồng tiền Việt Nam. Rồi biết bao giờ mà trúng nổi. Biết bao giờ mà chắc bót được mấy trăm ngàn ta. 5 đồng mình đã thắng được 3 đồng là 8 đồng. Đó, bây giờ mình rút tiền ra nè. Mình mời các bạn đi ăn ha. Nhiều đây ăn 3 đồng là mình cũng có quyền mua được 3 ly trà ngọt á của hoặc 3 cái hamburger 1 đồng của McDonald's. Rút chưa? Đó. Xong chưa hả? Tại sao không cho? Tính sợ tiết kịch kìa. Bỏ vô đây, bỏ lại, bỏ lại. Ê, gỡ vô này đúng không? Chị lấy tiền hả? Ờ. Khá sợ. Thôi bỏ lộn đầu. Đó. 8 đồng. Cho mình lấy tiền. Đi bên hả? Chỉ có cái này thôi. Đó. Trả tiền đâu mày? Đâu có tiền trả luôn á. Rồi. Giỡn hoài casino. Tên 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 tên. Tiền của mình thắng nha các bạn. 3 đồng. 3 đồng. Wow. Thiệt không? Thiệt không? Biết nó vui. Đúng không? Ăn được nhiêu? Ăn được nhiêu? Nửa này. Nhiều lắm hả? Nửa này. Thiệt hả? Chém. Ăn nhiêu? Ăn nhiêu? Ăn nhiêu? 400 à? Dứt. Lần đầu ăn tôi mất hết luôn. Ngày mai mình được ăn sushi free. Mày ai mình ăn sushi free. Sushi free không? Sushi free không? 400 à? Good. Ủa anh cũng có thu hoạch được 3 đồng. 300 được 300. 300. Thiếu 2 số 0 nữa thôi. Ok. Trong casino này là có cái thác đẹp đó các bạn. Có quầy bar nhìn đó nhìn đẹp lắm. À, ở dưới đây có dòng nước nè. Có một dòng hồ xung quanh đó người ta quăng tiền dưới á. À, 1-2 đồng đó. Mình muốn nhảy xuống lấy mà chắc người ta không cho đâu. Trong cây đèn đỏ màu, rất là đẹp ha. Thì trong đây nó có buôn bán rồi các bạn. Nó đồ quần áo, giày dép này kia đó. Sẵn người ta trúng tiền xong người ta ra ta mua luôn. Rất là biết kinh doanh. Bán đồ các bạn. Đây, casino trên trời nè. Casino dưới đất. Ồ, cái này có bao mát nó di chuyển được luôn kìa. Mình ở đây nè, mình đang ở đây. Nó bự lắm. Có gì bự quá ha. Quá rộng luôn á. Cái casino này khá lớn ha các bạn. Nó có 4 tầng để giữ xe ra. Cái casino này nó mới có tổ chức cái gì đó. Cái event mà hay cái gì? Cái biểu diễn hả? Biểu diễn hài của Tiến Thành với Trường Giang á. Chỗ này người Việt đi coi nhiều lắm. Ơi chào các bạn.
Bây giờ mình đi chợ ha. Giờ mình đi chợ Á Đông. Chợ Á Đông, nó ghi chợ Á Đông nhưng mà bạn mình nói chợ này của Trung Quốc. Nó chỉ ghi tiếng Việt thôi nhưng mà chắc là của người Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ đi chợ, mình mua đồ để tối nay mình có thể ăn nhẹ trong nhà ha. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi chạy với mình, rồi xong sẽ đi mua đồ ăn với mình. Go, let's go. Gặp người quen các bạn. Hoài luôn á. Ô, ở đâu đi đâu có tất cả đến tất cả vậy? Đi kiếm tiền để mai bao sushi cho anh ăn. À, good. Thôi thôi. Đúng không? Em Úc lâu năm lắm, mà thương lắm luôn. Dạ, hài lòng, rất là hài lòng. Kim Thái Thi à? Mà tính mua gì đây? Mua đồ ăn tối nay ăn. Ủa chứ phải đi bánh bò các bạn, thấy không? Khoai bánh bò nè. Bánh dì lợn. Khoai môn, bánh chuối. Mấy bánh này người Việt Nam làm. Okay. Vậy là mình các bạn đi ăn ẩu ha. Vậy vợ mình với mấy người bạn của vợ mình ha. Dạ. Có cặp này quan trọng. Cặp này đi đâu cũng có mặt cái chân á. À, nhìn cái nọ. Thầy nhìn cái bàn là ố quá trời. Các bạn thân, các bạn coi như đây gia đình à, đang nè thịt bò rau, trời ơi, nhìn hết hồn, hết chỗ ăn luôn, để ăn luôn á. Chấm được đặc chế từ công thức của đầu bếp. có nè. Có. Thank you. Bây giờ là mình về nhà ha các bạn. Giờ mình làm bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Bánh bài mi. Bánh bài Phi và Hân. Đây là nhà Tuấn đang ngồi. Còn đây là mình. Đây là mình, các bạn còn nhớ mình không? Mới gặp nhau có mấy phút. Cái chỗ này mình ngủ nè các bạn. Đó, rất là đã. Bằng niệm hơi.